cơ mà. Thế cuối cũng được. Lên thì cái đây thì lên gì đó. Thôi từ từ nhá. Thôi đỡ tốn thời gian. Ok. Hay. Boss vào. Con lên vào. Phải lấy tạo này rồi. Ít nhất trong team vẫn phải có một đứa giữ dành đam quái thường. Để xử lý đám crab với lại cả mini boss đi. Vâng, cùng gói giảm thiệt hại khó lắm, bác lốp phải đề nghị gói giảm thiệt hại. Mới ra có lẽ đấy, tôi đang tính là đấy, phải có cái gói giảm thiệt hại cho tất cả đấy. Gói giảm thiệt hại đặc biệt siêu, gói siêu cấp luôn. Chứ không bị khó lắm. Đề xuất gói giảm thiệt hại 77%. Kèm theo một cái phiếu Acadia. Yeah. Thôi tôi té nhá. Ok, ok, cảm ơn xây nhiều nhá, xây quẩy hết mình, ok đấy. Đường ở lại chứ chứ. Thôi, còn tại đợt này nhà đang có việc, không ngồi lâu được. Còn qua ra có quýt đam để giáo sư này. Để tôi xem nào, còn vị trí đây là gì? 3C, hồi máu, này là gì? Tăng mắc, à tăng HP. Well. Tăng HP không quá quan trọng. Như ban sáng là tôi được gì nhờ bên Leon Haru là gì nhờ một khóa thông não rồi, tăng HP không quá quan trọng đâu, chỉ cần một cục thôi. Cái quan trọng là đây là cần phải hồi máu với lại cả gì nhờ co gì nhờ khiên chạm sát thương, không là gì nhờ khó trụ lắm. Trời, đúng HP bố sao. Lợp mạo đúng quả mà HP nó hơi ái rồi thật. Đồng ý rồi mà tại sao lại không mở được. Hãm tài thế dự. Từ bà con mở lỡ. Từ chối, phải trưởng ông kia từ chối á, anh Trần ạ. Thử lại nào. Ok. 24 rồi. Con địt mẹ lại new content chế độ gì đây? Gì nữa? Sao tôi lại nhìn thấy gì quả key art mới là thế nào? Con nào? Đâu biết nhưng mà key art gì đây? À, là map colony. Để tôi. Hai chân, từ. Để vậy key art của map colony thật. Tôi vào và tôi và con bật là group Azalus coi xong nhiệm vụ rồi, coi trọng nhiệm vụ đã. Cây mẹ cô đây thì đánh đến là không hay rồi. Và con bật là group là hai trận rồi, chắc cốp